Rồi, Pháp xin chào anh em. Hôm nay test cái con Rebel USA này cho anh em xem nha. Đây, Rebel USA. Hai máy. Hai bô thấy không? Anh em thấy không? Hai bô. Và độ ga một ống. Nổ bao dâm luôn em. Nổ dách ngàn. Vàng đen. Chút nữa test cho anh em xem. Ồ, sơn dòng vẽ mới thay. Vỏ sau cũng mới luôn anh em. Anh xi lanh đó anh em. 124,6. Ký mới là 18 nè. Xe này thì 21. Đăng ký lần đầu 21 nè anh em. Cái tờ 21. Đăng ký mới là 28. Bèo. Anh em nghe máy nó nổ thế nào anh em? Ở đây ồn quá. Chứ có em bé ơi. Này ra nhẹ nhẹ thôi, chút nữa lại trường học. Tiên bồ nổ hay quá. Chạy uy lực quá anh em ơi.
tạt nhẹ phát tới trường học. Nãy cái bình xăng đổ 50.000, không thấy xăng đâu hết trơn. Cái bình gì mà xăng to kinh. Đó, đổ 50.000. Lé lé là lé. Bình này chắc đổ 200 quá anh em. Đồng hồ tua hoạt động ok. Đồng hồ tua lên thấy không? Bồ nổ quá đã, nổ cảm giác vách ngàn anh em. Xe này vỏ bánh đồ mới, nhôm sinh dễ mới, mua về chỉ đủ xăng chạy thôi, giấy tờ sang tên không sang không cần thiết, để vậy đi thôi. Để lượng vài vòng nữa cho anh em coi nha anh em. Xe đẹp quá. Ra kìa, ông vô kìa, ông vô kìa. Oh,
nhà cho mày chạy. Rồi anh em thấy mình test vừa nài các thứ các kiểu anh em, xe rất là ok. Anh em nào thích thì liên hệ với phép bán 24.500. Anh em xem kênh nhớ đăng ký nha anh em, đăng ký kênh của phép để được sở hữu những chiếc xe độc lạ, xem những nhiều video bổ ích cho anh em. Số điện thoại liên hệ là 0948669949, Facebook xe máy Kiên Giang, Zalo số điện thoại đó luôn anh em. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ tinh thần phép nha anh em, tạo động lực để phép săn được nhiều xe hay up lên cho anh em coi. Chúc anh em bên kênh luôn luôn gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thân chào anh em.